tôi đưa đoàn chiến sĩ qua sông, được chỉ lái đò kể cho nghe chuyện người con gái. Tôi hỏi người con gái ấy tên gì. Chị chỉ vào cây hoa dài. Tôi hỏi hoa gì. Chị nói hoa muôn. Tôi mới lỡ miệng nói đùa. Bông hoa rừng ai để ý mà mua. Chị bỗng nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, rồi tay vuốt nhẹ vào tay tôi như nói hay lòng. Chị nói với tôi ở đây không có hoa lan, hoa quế, hoa hồng, chỉ có hoa mùa vàng dày sương nắng, mà chẳng phai màu đôi sắc trắng trong. Hoa mùa đón mặt trời cho thêm rực rỡ, hoa mùa đón trăng căng vẻ nét long lanh, qua mùa sinh ra từ rừng núi hiền lành, trang điểm cho đời thêm hương sắc. Các bạn đang nghe bài giọng cổ Hoa Mùa Trắng của tác giả người Bình, nghệ sĩ Lâm Phương, UNESCO trình bày karaoke của Nguyễn Thành Nhân. Lâm Phương xin cảm ơn karaoke Nguyễn Thành Nhân. Rồi dắt đến quê hương ào ào như cơn lốc suối reo yên, tiếng chim hót bỗng dừng. Trên bên sông mẹ tiền cha đi theo ngọn lửa rừng. Mẹ chỉ trở thành người lái đò từ thuở ấy, và chị cũng từ đây lớn lên. Khách qua sông khen chị dịu hiền, thời gian như tô điểm cho chị càng thêm lòng lầy. Bỗng một hôm tên Quang Châu nhìn thấy gọi mẹ đến nhà dùng bạc để đổi mua. Qua mua ai bán mà mua, mẹ không ngã giá cho vừa lòng quên. Rồi một hôm lòng mẹ đau như xé, chúng đến nhà bắt chị đem đi. Mẹ nhìn con chẳng biết làm gì, rồi mẹ ra bờ sông nhìn theo dòng nước chảy. Khi nhớ chồng mẹ ra nương rầy, mẹ nhớ chị mẹ ngâm qua mùa. Mẹ lắng nghe sâu thẳm tiếng chuông chùa và những cánh hoa mùa rơi đầy tóc mẹ. Rồi mẹ nằm mơ thấy con mình chết trẻ trong bàn tay hung bạo của quân thù.